Một đại biểu Quốc hội Việt Nam mới đây đã đề xuất việc xem xét áp dụng hình thức tù tại gia, một ý tưởng được một số người ủng hộ, song cũng có nhiều người khác lo lắng rằng cách thi hành án này có thể bị lợi dụng tạo ra những bất công. Theo các báo trong nước, ông Hồ Đức Phước nêu ra ý tưởng hôm 12 tháng 11 trong một phiên thảo luận về dự luật thi hành án. Vị đại biểu của tỉnh Nghệ An được các báo như Giao thông và Việt Nam Finance trích lời nói rằng ông đề nghị nghiên cứu hình thức tù tại gia để giảm bớt áp lực quá tải trại giam cũng như giảm áp lực chi tiêu ngân sách nhà nước. Về quản lý tù nhân tại gia, ông Phước gợi ý việc giam giữ trong khung nhà sắt rồi giao cho gia đình chăm sóc, còn giám thị có thể định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra. Nếu để tù nhân trốn mất, gia đình người đó sẽ phải chịu trách nhiệm, một bản tin của báo Giao thông cho hay. Điều được vị đại biểu của Nghệ An cho là vấn đề quan trọng nhất trong đề xuất của ông là phải có quy trình và quy định về loại tội nào, mức án nào được hưởng tù tại gia. Các báo trong nước cho hay ý tưởng của ông Phước nhận được sự đồng tình của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga. Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ phát biểu ngắn gọn với báo chí rằng đây là vấn đề mới, chúng tôi ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội và sẽ nghiên cứu. Sau khi báo chí đưa tin về ý tưởng tù tại gia của đại biểu Hồ Đức Phước, người sử dụng mạng xã hội đã có nhiều thảo luận về đề tài này. Mối lo được nhiều người đề cập nhất trong số hàng trăm lời bình luận là những kẻ tội phạm có nhiều tiền, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, có thể chạy án làm biến tướng việc thi hành án. Chưa kể bên cạnh đó là những điều còn chưa được làm rõ về trách nhiệm của giám thị và quyền được giám sát của công dân về vấn đề này.